Biết khen ngợi và phê bình hiệu quả là một nghệ thuật trong giao tiếp. Những lời khen, lời chê xuất hiện thường xuyên trong giao tiếp kinh doanh, trong các mối quan hệ gia đình, bạn bè, thầy cô. Nhưng bạn có thực sự biết cách khen ngợi và phê bình đúng hay chưa? Những lời khen và lời chê của bạn có thể khiến cho mối quan hệ với mọi người xung quanh trở nên tốt hơn, nhưng cũng có thể làm cho nó trở nên tồi tệ đi. Mình tin chắc rằng mọi người đều có chung một cảm nhận như thế này. Trong cuộc sống có những người rất giỏi khen hoặc là phê bình. Những lời khen của họ có thể chạm đến trái tim của người khác, khiến đối phương nghe là thấy thích thú, cảm thấy bản thân mình được tôn trọng và công nhận. Có những người khi mà họ phê bình một ai đó, họ vừa có thể chỉ ra được vấn đề của đối phương nhưng lại không hề khiến cho người nghe cảm thấy bị mất mặt hay là khó xử. Ngược lại, có những người vừa mở miệng ra khen thì lại khiến cho người khác cảm thấy rất giả tạo. Hoặc là phê bình thì chỉ khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận và hậm hực. Vậy, làm thế nào để khen ngợi cho hay, phê bình cho đúng, để lời khen, lời phê bình của chúng ta giúp ích cho người khác và cũng có lợi cho chính bản thân mình? Đây cũng chính là nội dung mà ngày hôm nay mình muốn bàn luận thông qua cuốn sách Passing Judgment của tác giả Terry Apter. Nói ra thì mọi người không tin, con người của chúng ta sau khi sinh ra không lâu đã biết cảm nhận được đâu là lời khen, đâu là lời chê. Khả năng này là một bản năng, còn được gọi là tâm trí trực quan. Đơn giản mà nói, tâm trí trực quan là một khả năng khiến cho chúng ta có thể hiểu được những điểm tương đồng và khác biệt của bản thân với người khác. Nó giúp chúng ta có thể phán đoán được mục đích, ý đồ, cảm nhận, tâm tư của người khác thông qua hành vi của họ. Ví dụ, một em bé 2 tháng tuổi có thể cười với người lớn khi mà người lớn cười với chúng. Bởi vì chúng nhận biết được rằng nụ cười của người lớn là một biểu hiện thân thiện, nên sẽ dùng hành động giống như vậy để đáp trả. Nếu như bạn đã có em bé, sắp có em bé, hoặc là trong tương lai sẽ nuôi dạy con cái, thì những kiến thức này bạn nên đặc biệt chú ý. Bởi vì khi biết được tầm quan trọng của lời khen thì bạn mới có thể ứng dụng một cách tốt nhất và trong giao tiếp cuộc sống cũng như là công việc. Các nhà tâm lý học phát hiện ra rằng lời khen ngợi đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển não bộ của con người. Các tế bào thần kinh liên kết với nhau là đơn vị xử lý thông tin cơ bản của não. Não bộ muốn phát triển thì quan trọng là phải thiết lập liên tục các kết nối giữa các tế bào thần kinh. Ở giai đoạn đầu của sự phát triển não bộ, các hormone quan trọng nhất đó là oxytocin, endorphin sẽ cung cấp những dưỡng chất cần thiết để xây dựng các kết nối mới giữa các tế bào. Oxytocin còn được gọi là hormone thân mật vì nó đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên tình cảm giữa người với người. Còn endorphin có thể khiến cho người ta cảm thấy khoái cảm cao độ. Khi khuôn mặt của bố mẹ biểu hiện sự khen ngợi và truyền tải thông điệp con yêu, mẹ yêu con thật là dễ thương, thì rất nhiều oxytocin và endorphin tràn vào não của bé. Những hormone thân mật này có thể khuyến khích trẻ sơ sinh nhìn bố mẹ một cách trìu mến hơn, từ đó làm sâu sắc thêm tình cảm giữa bố mẹ với con cái. Đồng thời, não bộ của bé cũng sẽ được nuôi dưỡng và phát triển tốt hơn. Theo dữ liệu nghiên cứu, những đứa trẻ thường xuyên được khen ngợi từ khi còn 3 tuổi sẽ có nhiều kỹ năng hơn so với các bé cùng lứa. Trong khi những đứa trẻ không được khen ngợi thường có phản ứng thần kinh não chậm chạp hơn. Vì vậy, lời khen ngợi đối với chúng ta không chỉ đơn thuần là một câu nói cho mát lòng, mà nó thực sự ảnh hưởng lớn đến hướng đi cuộc sống ngay sau khi mà chúng ta mới lọt lòng. Như vậy, khen càng nhiều càng tốt, có phải như vậy không? Rất tiếc, câu trả lời là không. Chắc hẳn chúng ta đã từng nghe thấy quan điểm như thế này trong một số cuốn sách về nuôi dạy con cái. Cha mẹ không nên tiết kiệm lời khen với con cái, dù các bé làm một việc gì đó đơn giản thì cũng nên khen ngợi chúng. Cách khen ngợi này được gọi là khen kiểu nhập vai. Kiểu khen này xuất phát từ một thí nghiệm nổi tiếng, còn được gọi là hiệu ứng Rosenthal. Các nhà nghiên cứu chọn ngẫu nhiên một số học sinh tiểu học, rồi ghép chúng thành một lớp, đồng thời nói với giáo viên đứng lớp rằng những học sinh này đều có IQ rất cao. Giáo viên thấy vậy thì thường xuyên khen ngợi các học sinh này. Kết quả sau một thời gian, thành tích học tập của các bé tăng lên rõ rệt. Thế nên mọi người mới thường tin rằng khen càng nhiều thì trẻ sẽ càng tiến bộ. Nhưng nghiên cứu mới nhất cho thấy việc khen ngợi trẻ một cách mù quáng có thể khiến cho trẻ cảm thấy lo âu và mất tập trung. Trong một nghiên cứu mà tác giả đích thân tham gia, bà đã tận mắt chứng kiến sự lo lắng, thậm chí là tức
giận khi được khen ngợi của các bé. Cô bé Maeve, 5 tuổi, mới vừa làm xong bài tập, liền nhận được lời khen từ bà ngoại là cháu làm rất tốt. Nhưng cô bé lại bật khóc. Còn cậu bé Steve, 7 tuổi, đã nổi cơn giận rồi đấm gãy người đất sét vừa nặn chỉ vì mẹ khen cậu nặn rất đẹp. Sau đó tác giả có hỏi những đứa trẻ lý do vì sao lại làm như thế. Thì biết được rằng lời khen ngợi nhiệt tình quá của bà ngoại khiến cho Maeve cảm thấy khó hiểu và lo âu. Vì tự cô bé cảm thấy rằng hôm nay mình làm bài tập chưa được tốt cho lắm, vậy tại sao bà ngoại lại thấy nó rất tốt? Cô bé đã lo lắng lần sau phải làm như thế nào thì mới được bà ngoại khen ngợi nữa. Còn Steve tức giận vì người đất sét mà cậu nặn hôm nay không được ưng ý. Cậu muốn mẹ đánh giá nó thực sự chứ không phải là một lời khen đối phó với cậu. Ngoài trường hợp của Maeve và Steve, các nhà tâm lý học cũng đã quan sát thấy ở một số trường mẫu giáo tiểu học, phát hiện ra rằng nếu một đứa trẻ đã quen với việc được giáo viên khen ngợi trong lớp, thì nó sẽ không tập trung vào bài tập của mình mà đầu óc sẽ không ngừng chờ đợi lời khen từ giáo viên. Vì vậy, không phải khen càng nhiều càng tốt, mà cần phải khen đúng lúc, đúng cách để có thể phát huy hết giá trị của lời khen. Vừa rồi chúng ta đã nói về khen thưởng, còn bây giờ chúng ta sẽ bàn luận tới phê bình. Bất cứ khi nào chúng ta nghe thấy ai đó nói rằng việc này đều là do anh cả, tất cả đều là lỗi của anh, thì còi báo động trong não của chúng ta liền kêu lên ngay lập tức. Chúng ta sẽ cố gắng tìm mọi cách phản bác lại quan điểm của đối phương để bảo vệ và biện hộ cho bản thân. Vậy tại sao chúng ta lại rất nhạy cảm và đặc biệt để ý tới lời trách móc, phê bình của người khác như thế? Đó là bởi vì khi mà chúng ta nghe những lời trách móc, chúng ta lập tức cảm thấy bản thân mình đang phải chịu sự phủ định và bài trừ từ đối phương. Nó lập tức khiến cho những cảm xúc tiêu cực như buồn khổ, sợ hãi hay tức giận dâng trào lên ngay lập tức. Ví dụ khi mà chúng ta làm hỏng một việc gì đó và bị lãnh đạo quở trách. Tại sao cậu lại làm như thế? Rốt cuộc thì cậu nghĩ cái gì mà có thể phạm sai lầm như vậy? Từ trong câu nói này, chúng ta nghe thấy được sự phủ định tuyệt đối từ lãnh đạo, khiến chúng ta không những lo âu mà còn dẫn đến phủ định giá trị của bản thân. Cảm xúc bài trừ này sẽ rõ rệt hơn khi mà chúng ta ở trong một nhóm người nào đó, giống như khi mà chúng ta chơi trò chơi khi còn nhỏ. Nếu mà bạn mắc một sai lầm mà khiến cả đội bị thua, thì chắc chắn là sẽ bị quở trách. Tại mày mà cả đội thua, bọn tao sẽ không chơi với mày nữa. Lúc đó chúng ta sẽ có cảm giác sợ hãi, sợ bị bài trừ, sợ rằng các bạn sẽ không chơi với mình nữa. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì loài người chúng ta là một động vật có tính xã hội. Tổ tiên của chúng ta vốn sống theo bầy đàn, dựa vào thức ăn và sự bảo vệ của một nhóm người. Nếu bị cả bầy bài trừ thì coi như là bị diệt vong. Đây cũng là lý do tại sao nếu mà tên tội phạm nào bị nhốt giam tách biệt một mình thì sẽ cho rằng đây là một sự trừng phạt tàn khốc nhất. Nếu trách móc làm con người đau khổ như thế thì có phải trong cuộc sống không nên trách cứ phải không? Đáp án đương nhiên là không. Bởi vì trách móc, phê bình là một công cụ giúp chúng ta trưởng thành. Nó đóng vai trò hết sức quan trọng trong giáo dục đạo đức. Phải có những lời nghiêm khắc răn đe từ phụ huynh, giáo viên và lãnh đạo của chúng ta thì mới có thể biết được vấn đề của bản thân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cũng như học được cách chịu trách nhiệm cho chính mình. Vì thế, khen ngợi và trách móc đều rất quan trọng và không thể thiếu đi một trong hai khi mà giao tiếp. Trong cuộc sống gia đình, phê bình như thế nào mới là đúng cách? Từ khi mà sinh ra, nơi nào là nơi đầu tiên chúng ta nghe thấy những lời trách móc? Đúng vậy, đó chính là ngôi nhà thân thương của chúng ta. Trong gia đình thường có hai kiểu phê bình, một là kiểu đáp ứng, hai là kiểu xâm phạm. Kiểu phê bình đáp ứng thường là nói trực diện và nói rõ điều mình mong muốn ở đối phương. Còn kiểu phê bình xâm phạm là nói một cách không trực diện, nghiêm khắc và chỉ nhấn mạnh vào nguyên nhân và kết quả gây ra sự việc đó. Ví dụ như mẹ đi họp phụ huynh cho hai anh em, người em cuối kỳ đạt danh hiệu học sinh giỏi, còn người anh thì chỉ được học sinh tiên tiến thôi. Nên cậu anh trai phần nào cảm thấy buồn bã và thất vọng. Nếu như dùng cách phê bình kiểu đáp ứng, bà mẹ sẽ tiến đến chỗ cậu con trai và nói: lần này con thực sự chưa cố gắng, nếu như con nỗ lực hơn một chút, con cũng sẽ đạt thành tích tốt. Nhưng con đừng mất tinh thần, hãy nỗ lực và cố gắng cho học kỳ sau. Còn nếu cách phê bình kiểu xâm phạm thì cục diện sẽ hoàn toàn khác. Bà mẹ sẽ nhìn thấy người anh buồn bã liền quả trách: đều là do cái tội ham chơi, không chịu học hành của mày. Nếu như lúc này người anh cố biện minh
thì bà mẹ chắc chắn sẽ càng mắng nghiêm trọng hơn. Mày từ trước đến giờ không biết học hành chăm chỉ, chỉ biết viện cớ là giỏi. Các bạn thấy đó, cách nào mới là cách phê bình hiệu quả? Trong cuốn sách rất kinh điển về giao tiếp, Nonviolent Communication, giao tiếp bất bạo lực, có nói rằng đằng sau tất cả mọi lời trách móc đều ẩn chứa một sự yêu thương. Đúng vậy, điều mà bà mẹ mong muốn nhất ở cậu con trai là học hành tiến bộ hơn, chứ không phải chỉ để phê bình của trách người con, nên phê bình kiểu đáp ứng mới là cách phê bình tốt nhất. Đúng hơn, nó là cách mà bà mẹ bày tỏ suy nghĩ thực sự, khích lệ con trai cố gắng nỗ lực hơn, từ đó đun đốc và gắn bó tình cảm với con cái của mình hơn. Sự khen ngợi và trách cứ còn đóng vai trò quan trọng trong duy trì mối quan hệ giữa tình nhân và vợ chồng. Nhà tâm lý học John Gottman qua nghiên cứu đã phát hiện thấy tỷ lệ ly hôn không phụ thuộc vào việc họ có thường xuyên cãi vã, có cùng sở thích hay là có vấn đề trong quan hệ chăn gối hay không, mà phụ thuộc vào sự khen ngợi và trách cứ với nhau. Với những người yêu nhau, lời khen như là một chất xúc tác để tăng cường sự gắn bó. Nhưng nếu khen sai cách thì sẽ gây áp lực cho nhau và tạo ra những mâu thuẫn. Có một câu chuyện trong sách như thế này. Jill chuẩn bị đi công tác, cô vợ sẽ giúp anh ấy lấy quần áo từ tiệm giặt khô về. Anh ấy liền khen vợ. Em trước giờ luôn chu đáo như vậy, nếu mà không có em thì anh sẽ gặp phiền phức lớn. Cô vợ nghe thấy lời khen này thì rất xúc động và cảm thấy chồng mình là một người biết trân trọng và biết cảm ơn. Trong gia đình, việc vợ chăm lo cho chồng là việc hết sức bình thường, nhưng Jill thì lại luôn lặp đi lặp lại lời khen này với vợ. Em trước giờ luôn chu đáo. Thì lúc này, lời khen đã biến chất, nó đúng hơn là biến thành một lời nhắc nhở. Anh hy vọng em là một người chu đáo. Thế nên có một ngày khi mà chuẩn bị đi công tác, vợ của anh ta mới nói với anh ta rằng anh hãy đi ra tiệm giặt khô và lấy quần áo về đi. Jill liền phản ứng như mọi ngày. Em có thể đi lấy giúp anh được không? Em luôn là một người chu đáo. Vừa nghe thấy câu nói này, cô vợ liền nổi cơn thịnh nộ, quát ầm lên. Em ghét anh cứ nói như vậy. Trong mắt của cô vợ, lời khen của chồng không còn là một lời cảm ơn nữa, mà nó đã biến thành một sự ép buộc, nó như một chiêu trò đùn đẩy trách nhiệm của anh chồng. Vậy mới nói, những lời khen không đúng không thể làm tăng tình cảm vợ chồng mà còn có thể khiến cho hai người xảy ra mâu thuẫn. Khen chê đúng cách còn rất quan trọng trong mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè. Các bạn biết không, khi giao tiếp với đồng nghiệp và bạn bè, chúng ta thường có xu hướng che giấu những phán xét và phê bình. Ví dụ, khi mà một người bạn nóng nảy, không khống chế được cảm xúc, nói nặng lời với chúng ta, nhưng rồi sau khi mà bình tĩnh thì lại đến xin lỗi. Mặc dù có thể trong lòng chúng ta vẫn cảm thấy có chút tồi tệ, nhưng mà chúng ta vẫn nói, sự việc đã qua rồi, không sao cả. Hoặc là khi một người bạn thao thao bất tuyệt, khoe mẽ về thứ này thứ kia, tuy trong lòng của chúng ta cảm thấy phản cảm, nhưng mà chúng ta lại nói, ừ, anh giỏi thật. Bởi vì che giấu đi những phán xét tiêu cực luôn là một kỹ năng xã giao bắt buộc. Tại sao lại mang tính bắt buộc? Là bởi vì xã hội chúng ta cho rằng kỹ năng này là một phép lịch sự. Nguyên tắc giao tiếp là cố gắng không làm tổn thương lòng tự trọng người khác. Ngoài việc che giấu những lời phê bình, chúng ta còn hay dùng cách khen kiểu trần thuật khi mà giao tiếp. Ví dụ một đứa bạn vì một sai sót nhỏ đã bị sếp khiển trách, tìm đến bạn và giải bày tâm sự. Bạn sẽ an ủi kiểu, ông sếp thường thích dựa vào phê bình người khác để ra oai thôi. Bạn bình thường làm việc với thành tích tốt như thế, công ty có ít người làm được như bạn, nên không cần phải để lời ông sếp ấy trong lòng làm gì. Lúc này bạn sẽ kiểu trần thuật một việc làm tốt của đứa bạn, nâng cao giá trị của người đó lên để giúp cho nó lại bỏ đi những nỗi bực tức khi mà bị khiển trách. Bởi vậy đây là lý do thường hay tìm đến bạn để giải bày chuyện công ty, vì biết rằng bạn sẽ tìm cách nói những điều nâng cao giá trị của người bạn đó lên. Cuối cùng là nói đến phê bình trong mối quan hệ đồng nghiệp. Sự phê bình này thường là giữa cấp trên với cấp dưới. Làm sao để có thể phê bình nhân viên cho đúng? Để chỉ ra được vấn đề giúp nhân viên tiến bộ mà vẫn giữ được sự tôn trọng thể diện của nhân viên. Chúng ta có thể dùng phương pháp phê bình kiểu sandwich. Đầu tiên là hãy nói ra một lời khen xuất phát từ sự quan tâm thực sự. Ví dụ, gần đây anh đã vất vả rồi vì dự án này mà thường xuyên tăng ca đến muộn. Tuần trước còn giúp đồng nghiệp hoàn thành nốt một kế hoạch dự án. Sau đó hãy chuyển đến một lời phê bình. Nhưng mà tôi thấy báo cáo khách hàng của anh cũng chưa được hoàn thiện cho lắm. Khách hàng không được hài lòng
Nguyên nhân ở chỗ anh chưa lắng nghe kỹ ý kiến của khách hàng mà chỉ muốn truyền đạt suy nghĩ của bản thân. Cuối cùng, để giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng có thể kích động đến nhân viên, bạn hãy tập trung trọng điểm vào tương lai. Đây là một lần đúc kết kinh nghiệm rất tốt. Sau này chúng ta hãy tập trung vào giải quyết nhu cầu của khách hàng. Lần sau khi làm thuyết trình sản phẩm với khách hàng, chúng ta có thể thảo luận với đồng nghiệp khác. Ý kiến từ nhiều phía có thể giúp phần báo cáo hoàn thiện hơn. Bằng cách giao tiếp như thế này, thì dù có phê bình, đối phương cũng dễ dàng tiếp nhận, đồng thời có thể nhìn nhận lỗi lầm của bản thân. Trên đây là toàn bộ nội dung mình muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng video ngày hôm nay sẽ giúp các bạn biết cách làm thế nào để có thể khen ngợi hay là phê bình hiệu quả nhất trong giao tiếp.